bắt chỉ dễ hơn 1 tỷ đồng của Mr. Big. Wow. Ở phần chơi đầu tiên, ta còn phải giết được một con Warden để chúng ta có được một chìa khóa nó dẫn tới cánh cổng huyền bí nằm sau bức tường. Và đây là một chiều không gian khác mang tên là The First City. Chúng ta sẽ được gặp một con chùm ở trong thế giới này mang tên là Internet. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi tìm đường và tiêu diệt con boss Internet. Nhân vật chính của chúng ta sẽ băng qua các địa hình nguy hiểm nhất mới có thể tới được khu vực được sắp đặt với một ổ súng khá là bự với một phát bắn. Ây, mẹ luôn nó không đã. Làm cho con quái vật Internet khó chịu và kéo nhân vật chính đi sang một chiều không gian khác nữa. Với chiều không gian này có tên là Bên Trong Con Mắt. Nhiệm vụ lần này của nhân vật chính, chúng ta còn phải chiến đấu với các quái vật được cho là cùi bắp trong đấy. Phải thu thập đủ các mảnh ghép còn lại để có thể khôi phục được một bộ máy bắn. Sau khi thu thập đủ các mảnh ghép, và giờ đây nhân vật chính của chúng ta sẽ bắn hạ một con mắt chạp bá ở phía trước. Bum! Và một làn tia sáng chiếu vào nhân vật chính, và đó là kết thúc game. Công nhận bản mod này hay phết anh em nhỉ.